núi Cô Vồng, còn được gọi là núi Bảy Màu, nằm trên dãy Andes ở vùng Cusco của Peru, là một trong những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục có 102 trên trái đất. Đây là một trong những điểm tham quan đẹp và mê hoặc nhất ở Peru, nằm cách thành phố Cusco hơn 100 km, giữa hai tỉnh Quispicanchi và Canchi. Núi nằm ở độ cao 5.200m so với mực nước biển. Đỉnh núi và sườn núi nhuộm màu bảy sắc cầu vồng như đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Nguyên nhân khiến những màu sắc này được hình thành là do lớp băng từng bao phủ khu vực này. Khi những lớp băng này bắt đầu tan chảy, nước hòa với khoáng chất trong lòng đất hình thành nên dãy núi nhiều màu sắc như ngày nay. Các khu vực màu đỏ là do hỗn hợp rỉ sét, màu vàng là do sun phát sắc, màu đỏ tía là do goethite hoặc limonite bị oxy hóa, và màu xanh lá cây là do chlorite. Du khách được khuyên tới đây vào những tháng ấm nóng để tránh khả năng gặp mưa và tuyết khiến đường mòn khó đi hơn, cảnh sắc xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên đến núi Cầu Vồng vào khoảng giữa tháng 3 đến tháng 11 hoặc từ tháng 6 đến tháng 8 khi trời trong xanh, lúc đó thời tiết sẽ dễ chịu nhất.